Nãy giờ thấy ai đi qua đi không? Không. Nãy giờ tại hả? Ổ lộn, bần tăng không thấy ai đi qua đây cả. Thiệt không? Thiệt mà. Nó xạo chi? Tu hành nó xạo chi ông? Thôi bây giờ thí chủ ra chỗ khác cho bần tăng tĩnh tâm xíu. Mô Phật. Nãy giờ thấy ai chạy qua đây không? Em đu em đâu có thấy ai đâu anh ơi. Xách cái vỏ ở đâu vậy? Em vỏ em đi chợ anh ơi. Thôi đi. Không, cái gà này em về em nấu cháo anh. Nấu cháo cúng. Rớt 500 kìa. Đâu 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 đâu. Chết rồi. Chuyến này bỏ nghề luôn rồi quá.